Hoàng Vy xin kính chào quý vị đang đến với chương trình sự kiện trong ngày của Sài Gòn TV trên băng tần 57.5 và xin kính chúc quý vị một ngày mới vui vẻ và bình an. Thưa quý vị, người ta vẫn nói là cổ tích thì không có thật ở đời thường và cuối cùng thì điều kỳ diệu đã không thực sự xảy ra trong câu chuyện bé Hào Nam 10 tuổi đã lọt xuống một cái trụ bê tông đóng thi công ở cầu đường đó thưa quý vị, có đường kính là 25cm và sâu 35m. Thì trong suốt những cái ngày kể từ ngày 31 tháng 12 là cái ngày mà bé Nam đã rớt xuống cái trụ bê tông như thế này, thì người dân Việt Nam và cả những khắp nơi trên thế giới mà có quan tâm tới cái câu chuyện này đó vẫn thường ngóng trong ngày đêm và cầu mong là có một cái phép lạ, một cái phép màu nào đó có thể xảy ra, dẫu biết rằng câu chuyện này khó, rất khó. Và không phải chỉ người dân Việt Nam hay là truyền thông trong nước đăng tin đâu thưa quý vị, mà những cái hãng truyền thông lớn đó, mà người ta thấy là rất là nhiều cũng đồng loạt đăng tải về cái việc mà cứu nạn cho bé Nam như thế này. Ví dụ như có thể kể ra hàng loạt hãng thông tấn như là Reuters, như là CNN, Fox News, NBC, Straits Times, Yonhap News. Yonhap News là của Nam Hàn. Thì cùng những cái hãng thông tấn khác nữa và cả cái đài truyền hình của Mỹ, Hoàng Vy thấy là cũng đăng những cái thông tin như thế này. Và tất cả mọi người đều mong là cái công tác giải cứu này có thể đem đến một cái điều kỳ diệu. Nhưng cuối cùng điều đó đã không xảy ra. Điều kỳ diệu đã không xảy ra, nhưng mà có những cái dấu hỏi lớn vẫn còn lơ lửng và người ta vẫn đặt ra sau cái câu chuyện này. Và tính đến thời điểm này, khi Hoàng Vy đang ngồi thư chuyện quý vị, thì thi thể của bé Nam, nếu như lời tuyên bố của ông Phó Chủ tịch tỉnh Đồng Tháp là ông Đoàn Tấn Bửu nói rằng đã đưa ra một cái kết luận rằng bé đã tử vong nhưng mà thi thể của Nam vẫn chưa được đưa lên trên mặt đất, thì có nhiều cái câu hỏi được đặt ra lắm thưa quý vị. Trước khi mà Hoàng Vy đi đến câu hỏi đặt ra đó, thì chúng ta nói đến cái sự hy vọng. Trong suốt cái thời gian qua, người ta chỉ nhìn thấy ở trên những cái phương tiện truyền thông là những cái bài tường thuật mà người ta nói rằng đọc nó na ná như nhau, từ tuổi trẻ, thanh niên cho đến dinh và người lao động. Tức là tất cả những cái tờ báo đều đồng loạt đăng những cái tin là những cái dụng cụ, công cụ được chuyển đến hiện trường, rồi cả gần 400 người đã cùng tham gia công tác giải cứu, rồi cả đoàn công binh, rồi cả và đặc biệt là dưới cái sự chỉ đạo của ông Thủ tướng, ông Phạm Minh Chính, là nói là phải nỗ lực để cứu bé Hạo Nam. Đó là từ ngày 31 tháng 12 cho đến ngày 4 tháng Giêng thì chỉ vỏn vẹn cái dòng chữ đã tử vong, nhưng mà người ta vẫn cầu nguyện. Thậm chí Hoàng Vy thấy là trên cái mạng truyền thông xã hội đó, nhiều người cho rằng là cái câu chuyện, họ lặp lại cái câu chuyện là hồi năm 2022 vừa qua, cũng vào hồi tháng 6 đó tại Ấn Độ, cũng có một bé cũng 10 tuổi như bé Nam y chang vậy, có tên là Rahul Sahu. Thì cậu bé này cũng bị rớt xuống một cái hố khoan sâu hơn 24m. Nhưng mà sau 104 giờ cứu nạn thì đã cứu sống được. Cho nên mọi người vẫn cứ nghĩ rằng là bé Nam rồi cũng sẽ được cứu sống và phép màu rồi sẽ xảy ra. Nhưng mà mãi cho đến ngày cuối ngày 4 tháng 1 thì ông Đoàn Tấn Bửu mới nói là tử vong. Nhưng người ta hỏi là dựa vào đâu để nói rằng tử vong, khi mà thi thể của bé chưa được đưa lên, hay là họ dựa vào bất kỳ tín hiệu gì để họ nói là tử vong, mặc dù mọi người đều biết rằng là cái chuyện tử vong là điều phần lớn phần trăm sẽ xảy ra. Thì ông Bửu ông nói rằng là dựa vào những cái phương pháp nghiệp vụ của lực lượng pháp y thì họ cho rằng là với cái ngần ấy thời gian mà bé Nam còn bị ở trong cái hố sâu như vậy, và thậm chí là thiếu không khí rồi những cái điều kiện khác, cho nên họ không có nghĩ rằng là bé có thể sống, và họ có đưa những cái bơm oxy vô rồi có đưa nước vô, nhưng mà hoàn toàn là không có nhận được bất kỳ sự phản ứng nào của bé. Và cũng có thêm thông tin là khi mà bé Nam mà rớt xuống cái hố như thế này á, thì chỉ có 10 phút sau thôi, người ta nghe tiếng khóc của bé có 10 phút sau thôi rồi im bặt. Và cho nên là ông Bửu mới nói đó là về cái phương án cấp cứu sắp tới đây. Ông nói là nếu như trước đây đó là cố gắng duy trì sự sống cho bé Nam, nhưng mà bây giờ bé Nam không còn nữa, mà theo lời của ông cho rằng đã tử vong đó, thì lực lượng chức năng sẽ thay đổi biện pháp sớm kết thúc cái công việc cấp cứu như thế này. Đó là lời được đăng tải trên VN Express. Thì những câu hỏi của dư luận đặt ra là bằng cách nào mà biết bé Nam này không có còn, và tại sao
trong cái ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba đó không đưa ra cái ý kiến của lực lượng pháp y, người ta tiên lượng như thế nào và dựa trên những cái dữ kiện như thế nào để có thể nghĩ rằng là bé Nam sẽ không còn sống, mà đợi đến ngày thứ tư thì đưa ra cái lời ý kiến chuyên môn của lực lượng pháp y và nói rằng bé không còn, trong khi thi thể của bé vẫn còn ở dưới hố sâu như vậy. Và cái câu hỏi tiếp đó, thưa quý vị, Hoàng Vy có thấy trên mạng xã hội người ta đang lan truyền với nhau một cái dòng suy luận như thế này nè. Người ta nói cái hố này chiều ngang chỉ có 25cm thôi, coi như là rất là nhỏ, rất là nhỏ, và cho nên không thể nào mà vô tình mà lọt xuống dưới được, là bởi vì ngay cả cái xương vai của bé cũng sẽ bị stuck lại, bị kẹt lại và không thể nào mà chui vào sâu như vậy. Thì cho nên họ mới đưa ra một cái giả thiết cho rằng có thể là bé Nam này đã chủ động cùng với bạn của mình, có thể là vì tò mò, có thể là vì thách thố nhau là coi là ai có thể chui vô cái ống sâu như vậy rồi đi ra ngoài, và cuối cùng là bé mắc kẹt trong đó. Đó là những cái giả thiết được đưa ra. Tuy nhiên nhiều người lại phản bác và cho rằng nếu như giả thiết được đưa ra là cho là bé chủ động bước vô cái ống đó hay là bị tai nạn bước vô cái ống đó, thì cái câu hỏi đặt ra vẫn là ai sẽ là người chịu trách nhiệm sau cái tai nạn này, bởi vì đây là một cái công trình xây dựng và lẽ ra là phải rào nghiêm ngặt. Và cũng có một cái kết luận đó, thưa quý vị, khi mà họ đặt cái trụ bê tông này xuống đó, họ chưa có lắp đất trở lại, họ chưa kịp làm cái điều đó trở lại, vậy thì tại sao không giữ cho cái công trình này nó thực sự là nghiêm ngặt và an toàn để cho tụi nhỏ nó không có lẫn vô đây. Rất nhiều người trách là nói rằng là đây là cái trò tinh nghịch của tụi nhỏ cho nên dẫn đến hậu quả đáng tiếc. Nhưng mà những cái nhân vật đó người ta đã quên mất chi tiết, thưa quý vị. Bé Nam, gia đình rất là khó khăn và bé phải đi nhặt phế liệu. Cái câu chuyện mà những cái trẻ nhỏ đó, nhỏ xíu, thân hình gầy gò, tóc thì cháy nắng khét lẹt, chân thì đi chân không, và mình nhìn thấy rất là nhiều nhan nhản, không chỉ ở các tỉnh đâu và cả ở Sài Gòn nữa, cầm sắp vé số đi bán, cầm cái hộp đánh giày để đi đánh giày, cầm những cái nhiều khi đi bán những cái ổ bánh mì. Có rất nhiều những câu chuyện như vậy, hay là đi nhặt phế liệu để chi vậy, để mong là cuối ngày đem về bán được nhiều, bán để đem về phụ cho cha mẹ. Đó là những câu chuyện xảy ra rất là nhiều ở Việt Nam. Thì bé Hạo Nam này cũng vậy, em đi nhặt phế liệu và cuối cùng là em đã rơi vô cái ống này và em đã có một cái kết cục như vậy. Thì nhiều người nói rằng ngay cả người lớn đó, ví dụ như ông ngoại của Nam, năm nay 68 tuổi là ông Nguyễn Văn Điệt, có nói với truyền thông là chính ông cũng không biết là có những cái trụ bê tông như thế này sát nhà, chỉ cách có một cây số thôi. Vậy thì cái chuyện tụi nhỏ nó tò mò và nó nghĩ rằng ồ, có công trình sẽ có phế liệu và đi vô đó để mà lượm phế liệu và đem về, thì vậy thì cái trách nhiệm sẽ thuộc về ai? Đó là cái câu hỏi rất là lớn. Thì cái dự án này do Sở Giao thông Vận tải Đồng Tháp làm chủ đầu tư. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp quản lý dự án và một cái nhà thầu thi công, thưa quý vị, là liên danh giữa công ty cổ phần công trình cầu phà của Sài Gòn và công ty thương mại dịch vụ vận tải xây dựng giao thông TNT thi công. Và người ta nói đó là khi mà vài ngày trước khi xảy ra cái tai nạn đó thì họ đặt cái trụ xuống nhưng mà họ không có lắp đất, và cái xung quanh của cái mố cầu á chỉ được rào tạm bằng dây mà thôi, cho nên không trách chi mà tụi trẻ, tụi nhỏ nó tò mò và cả thậm chí nó mưu sinh nữa, nó đã tìm vô đó chỉ mong là kiếm được vài đồng bạc cắt để mà rồi gặp cái tai nạn như vậy. Và chính ông Thủ tướng Phạm Minh Chính ông cũng nói như thế này nè, thứ nhất là phải làm mọi cách để giải cứu Nam, thứ hai là phải tìm cho ra, thanh tra và tìm cho ra là đằng sau có những cái khuất tức như thế nào để mà chấn chỉnh và xử phạt nghiêm những cái vi phạm nếu có. Và thưa quý vị, đây không phải là lần đầu tiên mà trẻ em Việt Nam mà gặp phải những cái công trình đang xây dựng mà gặp phải những cái tai nạn như thế này. Trước đó chỉ một vài tuần thôi, cũng truyền thông trong nước đăng tin một bé gái 5 tuổi bị rơi xuống một cái hố ép cọc bê tông sâu khoảng 15 mét tại một cái khu vực công trường đang thi công ngay tại Đồng Nai. Nhưng mà rất may là bé nhỏ 5 tuổi này được cứu sống, không như Nam. Hay là tháng 8 năm 2020, một đứa trẻ khác 7 tuổi bị rơi xuống một cái cống
không có nắp đậy tại một khu vực công trình đang san lấp mặt bằng ở thành phố Biên Hòa. Và khi vớt bé lên, bé 7 tuổi này cũng đã tử vong. Cái câu chuyện mà chắc là quý vị mà đang sống ở Việt Nam á, có thể là có những cái điều kiện kinh tế khá giả thì sẽ không có gặp nhiều như là những cái người nghèo mà đang phải đi mưu sinh. Nhưng cái câu chuyện á, có nhiều những cái chết bất đắc kỳ tử khi mà đang đi trên đường xá Việt Nam là câu chuyện rất là thường thấy. Đang đi cây ngã đè chết, dây điện đứt rớt xuống xe, điện giật ở trời mưa chết, đang đi sụp ống cống chết. Có rất nhiều những cái chết bất đắc kỳ tử như vậy. Và cuối cùng là sao? Là chỉ để lại cái nỗi đau đớn cho người thân, cho gia đình, cho xã hội, nhưng mà không có bất kỳ một ai đứng ra chịu trách nhiệm cho những cái tai nạn như thế này. Chuyện này Hoàng Vy tin rằng quý vị rõ hơn ai hết nếu như quý vị đang sống ở Việt Nam. Thì Hoàng Vy đọc thấy có một cái ý kiến của một ông kỹ sư xây dựng đang sống ở Sài Gòn, ông là Nguyễn Văn Quang. Ông có nói với đài AFA cái quan điểm như thế này nè. Cái chuyện của bé Nam có thể coi là một cái tai nạn trong công trình xây dựng. Yes, tuy đứa bé này không phải là người lao động trong công trình, bởi vì đây là tai nạn này đang xảy ra trong phạm vi công trình đang xây dựng. Do đó, theo luật mà nói thì trước hết nhà thầu phải chịu trách nhiệm đầu tiên về cái tai nạn trong cái công trình. Và bởi nhà thầu là người đứng ra tổ chức thi công công trình theo hồ sơ thiết kế đã được phê chuẩn. Và trong quá trình thi công thì phải bảo đảm tất cả các mặt công tác, kể cả cái chuyện an toàn lao động. Và để những đứa bé mà có thể lẻn vào trong công trình mà không có rào chắn thì đó là liên quan đến an toàn lao động. Cho nên nhà thầu phải chịu trách nhiệm. Và ông kỹ sư Quang này cũng nói thêm là rất nhiều những cái vụ tai nạn xảy ra cướp đi sinh mạng của bao nhiêu đứa trẻ mà hồi nãy Hoàng Vy vừa thưa quý vị đó là do cái sự cẩu thả, sự coi thường tính mạng của người khác, và đã đến lúc phải xử những cái vụ điển hình để răn đe và ngăn chặn những vụ tai nạn tương tự xảy ra trong tương lai. Đó là những cái lời của ý kiến của những cái kỹ sư xây dựng và là những người có ý kiến chuyên môn đó thưa quý vị. Nhưng mà một lần nữa, nếu như có người nào đó đã chép miệng chặt lưỡi và nói rằng ô thì thôi cũng cái số của Nam, vì Nam á, tò mò nghịch ngợm chi để chui vô những cái công trình như vậy để nhận những cái chết, thì những người đó nên suy nghĩ lại. Bởi vì Hoàng Vy đọc thấy trên diễn đàn rất nhiều những ý kiến như vậy, và nên nhớ tuổi của Nam phải là cái tuổi đang chạy nhảy trên cánh đồng và thả những cánh diều no gió. Rồi tuổi của Nam là cầm những cái hộp sữa và được cha mẹ chở đến trường. Là tuổi của Nam là một cái tuổi đầy ước mơ và đầy khát vọng và cả một tương lai phía trước. Chứ không phải là cái cuộc sống của những đứa nhỏ đi nhặt phế liệu. Và qua đó mình càng thương những cái đứa nhỏ nghèo ở Việt Nam thưa quý vị. Thì mình nhớ cái câu mà Hoàng Vy cũng đã thưa quý vị vào khoảng 10 ngày trước đây trong cái chương trình sự kiện. Ông Tổng Thanh tra của chính phủ, ông có nói một câu thế này nè: xét trong thời gian vừa qua, những cái vụ án mà tham nhũng và vi phạm pháp luật á, đa số đều xảy ra là ở những người có tiền, những người giàu. Và làm cho Hoàng Vy nhớ là cũng có thưa quý vị, làm cho dân Việt Nam á, đặc biệt dân nghèo, người ta lại chặt lưỡi, người ta ngậm ngùi, người ta nói xem ra là những cái quan chức á, họ vừa có tiền mà họ vừa có quyền nữa. Còn dân đen thì sao? Là đi nhặt phế liệu, là bước vô công trình, rồi bị những cái chết tức tưởi như vậy đó. Đó là câu chuyện liên quan tới bé Nam vừa qua mà Hoàng Vy tin rằng quý vị vẫn còn rất nhiều cảm xúc và cả những cái câu hỏi sau cái dòng tuyên bố ngắn gọn là bé Nam đã tử vong. Cũng liên quan tới Việt Nam thưa quý vị, thì có cái dòng tin tức mà xảy ra ngay tại trung tâm thành phố Sài Gòn và ngay kế đại sứ quán của Đại sứ quán Mỹ ngay tại Sài Gòn. Số là Việt Nam và Mỹ sắp kỷ niệm 10 năm mối quan hệ Việt-Mỹ và đặc biệt là kỷ niệm cái mối quan hệ đối tác toàn diện Việt-Mỹ đó thưa quý vị. Và cũng xin mở ngoặc là Mỹ đã nhiều lần không phải là chỉ bà phó tổng thống Kamala Harris. Trong năm ngoái bà đến Việt Nam và bà nhắc lại rất nhiều lần cái quan điểm là hãy nâng cái mối quan hệ này lên là đối tác toàn diện, chiến lược toàn diện. Nhưng mà phía Việt Nam vẫn không chịu. Và giống như một cái cô gái mà được cả hai bên săn đón trong câu chuyện này là cả Trung Quốc và cả Mỹ rất là săn đón. Cho nên Việt Nam giống một cô gái đẹp đó, em ứ chịu, em không chịu, mặc dù là em vẫn nhận rất là nhiều quà cáp đến từ cả hai anh. Hoặc là Việt Nam nói rằng là mới cách đây vài ngày thôi, ông Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn
Ông Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn mặc dù là vừa mới nhận một cái bản kỷ luật và khiển trách liên quan đến chuyến bay giải cứu xảy ra trong Bộ Ngoại giao của ông, nhưng mà sau đó ông vẫn lên và ông ca ngợi về cái thành tựu ngoại giao của mình và đã có những cái chương trình để bảo hộ công dân ở nước ngoài mà không một dòng nào nhắc về những cái công dân mà phải thực hiện cái chuyến bay giải cứu vừa rồi gây ra những cái tổn thất mất mát rất lớn đó thưa quý vị. Ông Bùi Thanh Sơn nói về cái sự toàn diện, hoàn hảo của cái chính sách ngoại giao cây tre. Có nghĩa là không có nghiêng ngả về bên nào hết á, nhưng mà cây tre nó rất là đứng vững, bất chấp mưa gió bão bùng và có cái quan điểm riêng của mình. Nhưng mà câu chuyện Hoàng Vy muốn thưa quý vị đó là ngay trong ở trung tâm thành phố Sài Gòn, khi mà chuẩn bị sắp kỷ niệm 10 năm cái quan hệ toàn diện giữa Việt Mỹ thì lại xảy ra một cái sự kiện, một cái buổi triển lãm chống Mỹ. Quý vị có thấy nó khá là buồn cười và nó nghịch lý một chút. Tức là và cái triển lãm này nó lại để sát bên, ngay sát bên lãnh sự quán của Mỹ luôn. Vậy thì Việt Nam đang và đặc biệt là chính quyền Sài Gòn đang muốn gửi một cái thông điệp gì? Một cái thông điệp gì cho phía Mỹ? Cho nên cái hôm ngày 4 tháng Giêng á, mới đây thôi thưa quý vị, tại cái buổi lễ triển lãm mà họ nói là đánh dấu 55 năm sự kiện Mậu Thân 1968 tại Sài Gòn, thì ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao ở Sài Gòn, đã được truyền thông dẫn lời là dù chưa đạt được mục tiêu cao nhất, nhưng mà cuộc tổng tiến công và nổi dậy năm 1968 thực sự là một đòn sấm sét làm phá sản chiến lược chiến tranh cục bộ của Mỹ và thu hút sự quan tâm của dư luận. Và cái cuộc triển lãm này được tổ chức ở ngay đường Đồng Khởi, có nghĩa là chỉ có một vài đoạn, một cái khoảng cách rất là ngắn ngủi thì đi đến ngay Đại sứ quán Mỹ ở trên đường Lê Duẩn. Cũng gần đó thôi thưa quý vị. Thì cái việc mà tổ chức triển lãm chống Mỹ ngay trong cái bối cảnh là chuẩn bị kỷ niệm 10 năm cái mối quan hệ giữa Mỹ là một cái dấu hỏi rất là lớn, mà người ta nói rằng lẽ ra thường nha, theo cái kiểu mà truyền thông của Việt Nam á, thường chuẩn bị đến cái sự kiện mà kỷ niệm 10 năm quan hệ Việt Mỹ á, thì họ sẽ đăng những cái thông tin rất là tích cực và ca ngợi cái mối quan hệ Việt Mỹ, mối quan hệ giữa hai nước. Nhưng mà ông hiểu sao vì sao lại có một cái sự kiện xảy ra trong đồng thời và nó gây ra cái tình trạng tréo cẳng ngỗng như thế này. Và đáng nói một lần nữa thưa quý vị là Mỹ đã có những cái nỗ lực rất lớn trong cái việc là xây dựng mối quan hệ với Việt Nam. Và không đâu xa đâu, ngay trong cái đại dịch Covid-19, chính Mỹ cũng tặng cho Việt Nam tới 40 triệu liều vaccine chống Covid-19. Và Mỹ chứ không ai khác là cái nước đã cung cấp vaccine nhiều nhất trên thế giới cho Việt Nam. Và cũng trong một cái đoạn video công bố nhân dịp mừng năm mới năm 2023 này nè thưa quý vị, thì ông Mark Knapper là đại sứ Mỹ tại Việt Nam, ông nhắc lại những cái thành tựu trong cái mối quan hệ giữa hai nước. Và ông nói rằng cũng đề cập tới, cũng trong cái tuần này, một cái đoàn các tình nguyện viên cái chương trình hòa bình là Peace Corps cũng đã vừa đổ xuống Việt Nam. Để chi vậy? Để mà dạy tiếng Anh, rồi củng cố và giao lưu những cái chương trình văn hóa Việt Mỹ, rồi họ cũng đưa những cái giới chức về y tế và cả những công cụ y tế đến Việt Nam để mà giúp nâng cao cái khả năng mà phòng chống trong cái chuyện mà y tế của Việt Nam rất là nhiều vấn đề. Và ông Mark Knapper có kết lại một câu là tôi rất nóng lòng chờ đón những cái thành quả trong cái mối quan hệ giữa hai nước mà chúng ta sẽ đạt được năm 2023. Vậy đó, ông đại sứ Mỹ ở Việt Nam ông nói vậy đó, nhưng mà ông không biết, hay có thể là ông biết mà ông không nói ra, là ngay sát sườn bên cạnh ông có một cái buổi triển lãm chống Mỹ cũng diễn ra song song như vậy. Đó là câu chuyện thứ hai. Và một câu chuyện cuối cùng trong cái phần Việt Nam ngày hôm nay thưa quý vị cũng là một cái thông tin rất là rầm rộ, đó là câu chuyện đăng kiểm. Câu chuyện đăng kiểm Hoàng Vy đã thưa quý vị rồi, khi mà người ta ăn gian và vừa rồi là Bộ Công an đã tiến hành lục soát và khám xét 13 trung tâm kiểm định và khởi tố 6 vụ án gồm gần 50 bị can với những cái tội danh là nhận hối lộ, môi giới hối lộ và giả mạo công tác. Và người ta nói là ước tính có 70.000 những cái xe cơ giới kiểm định đã được trót lọt thông qua cái chuyện kiểm định mà ăn gian như thế này, và nó tác hại như thế nào và câu chuyện gì liên quan tới cái vấn đề đăng kiểm xe, thì Hoàng Vy xin phép được trở lại sau ít phút dành cho thương mại.